thưa quý vị, chúng tôi cũng thành thật lỗi rằng cái máy lạnh ngày hôm nay ở đây nó không có được mang người, nên có thể đi qua cái không khí ở trong căn phòng này có vẻ hơi nóng. Xin quý vị lỗi cho chúng tôi cũng là quý vị. Cảm ơn.
quý vị, chúng ta sắp sửa bước vào chương trình hành lễ của điện Mẹ Đông Tiến, các anh hùng Đông Tiến. Khang chức vua xin quý vị vui lòng ổn định chỗ ngồi, một phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình hành lễ ngày kỷ niệm Đông Tiến các anh hùng kháng chiến quân đã hy sinh trên đường về nước bắt đầu. Trước khi chương trình được bắt đầu, chúng tôi xin kính mời anh trưởng ban tổ chức lên trước máy vi âm. Xin kính mời anh Trần Ngạc Sơn. Chào quý vị.
xin cảm ơn anh Trần Nam Sơn, chủ ban tổ chức ngày hôm nay đã có đôi lời với quý vị. Và để tiếp theo, chúng tôi xin kính mời trên hướng cơ sở trưởng Việt Nam Kinh Tân Cách Mạng Houston đến trước máy ghi âm có đôi lời chào mừng quan khách, nói về buổi lễ tưởng niệm anh hùng Đông Tiến và cảm ơn tấm lòng hiện trợ quốc nội trong nhiều năm qua và quý mạnh thường quân, quý tân nữ đã đóng góp cho phần nghi lễ hôm nay được thêm phần long trọng. Chúng tôi xin kính mời trên hướng Võ Tuyết Hồng đến trước máy ghi âm. Xin quý vị tràng pháo tay. Cảm ơn tất cả các chiến hữu đã tham dự ngày hôm nay.
cảm ơn đồng chí Dũng, phòng kết hợp cơ sở trưởng. Và sau đây khi chính thức vào buổi lễ ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời các chị trong ban anh thư thiện nguyện lên trước sân khấu. Chúng tôi cũng nhận thấy có chị Hiền Trương trong ban thẩm ca hội nghiệp, cũng xin mời chị lên trước sân khấu và xin mời những chiến hữu Khải Thanh, chiến hữu Sơn Hà chúng ta cùng lên hát bài ca đầu tiên trước khi chính thức vào chương trình để quốc ca ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị. Kính thưa quý vị, bài ca đầu tiên này được viết trong chiến khu do Kháng chiến quân Trần Thiện Khải viết trong những ngày rừng trong đó. Kính thưa quý vị, chúng ta cùng nghe cái tâm sự của anh Trần Thiện Khải trước khi về chiến khu cùng với thầy. Bài ca đầu tiên được bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sông pha tên làm sao cho núi sông từ nay luôn vững về cho tên tôi chiến thắng sao đưa cái máu đào đến bao nói cho được biết mãi tận thái bình người sông dân nước vững bền vững chí cùng trang quyết chiến đấu làm cho ta quốc ca Việt Nam chân chất. Sau đây là phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tiền nhân anh hùng đã có công dựng nước và giữ nước, tưởng nhớ đến đồng bào đã hy sinh trên đoạn đường đi tìm tự do và tưởng nhớ đến các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh cho lý tưởng tự do, cho dân tộc cùng các kháng chiến quân đã hy sinh trên đoạn đường đông tiến giải phóng quê hương. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin kính mời hai chiến hữu Cải Thanh và chiến hữu Sơn Hà lên trước bàn thờ chuẩn bị hậu lễ. Xin mời hai chiến hữu chuẩn bị tốt nhé. Sau đây chúng tôi xin mời chiến hữu cơ sở trưởng lên phía trước. Chiến hữu Phạm Huy Cường và chiến hữu bác sĩ Lưu Giang tiến về phía trước. Kính mời chiến hữu Quốc Thư chuẩn bị lên đọc văn kế tưởng niệm. Xin mời phát biểu.
sau đây chị Đức Tú Thư sẽ đọc văn tế tưởng niệm. Lễ tưởng niệm anh hùng Đồng Tiến, chiến hữu Hoàng Cơ Minh, Chủ tịch Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam và Việt Nam canh tân cách mạng Đảng, cùng các chiến hữu tiên phong đã hy sinh trên đoạn đường Đồng Tiến 35 năm về trước. Kính lạy quốc tổ Hùng Vương, kính lạy tiền nhân anh hùng của hồn thiêng sông núi, kính lạy các công dân Việt Nam Cộng Hòa, các nhà đấu tranh dân chủ, cùng đồng bào đã bỏ mình trên đường vượt biên, vượt biển, vì hai chữ tự do. Duy Hải Ngoại, 28 tháng 8 năm 2022, tức là ngày 2 tháng 8 năm Nhâm Dần, tại thành phố Houston và vùng phụ cận tiểu bang Texas, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Trước sự hiện diện của quý tổ chức, hội đoàn, đoàn thể đấu tranh, phong trào yểm trợ kháng chiến, quý vị đại diện các tôn giáo và đồng hương cùng toàn thể đảng viên Houston và Dallas đang cùng hướng lòng về tổ quốc và di ảnh các chiến hữu tiên phong trong ngày tưởng niệm 35 năm Đông Tiến. Năm nay cũng là năm kỷ niệm 40 năm mở đường Đông Tiến 1982-2022. Lòng thành lễ bạc, trước trần hương nghi múc trên bàn thờ tổ quốc, trước linh vị các chiến hữu tiên phong với nén hương thơm, chúng tôi dâng lòng thành kính tưởng nhớ đến anh linh chiến hữu Chủ tịch Hoàng Cơ Minh, vị chủ tịch tiên khởi của mặt trận và cũng là chủ tịch của Việt Nam canh tân cách mạng Đảng, cùng các chiến hữu Trương Ngọc Nghi, Trần Thiên Khải, Nguyễn Trọng Hùng, Trần Hưng Việt, Lưu Minh, Võ Hoàng, Lê Văn Long, Huỳnh Văn Tiến, Phùng Tấn Hiệp, Lê Hồng, Dương Văn Tư, Ngô Chí Dũng, Ngô Văn Tự, Trịnh Văn Hồng, Huỳnh Trọng Hà, Lâm Thao và còn nhiều các kháng chiến quân đã quên mình hy sinh vì đất nước, cùng các vị anh hùng nơi hải ngoại, Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, Hồ Thái Bạch, các chiến hữu trong và ngoài tổ chức Việt Nam canh tân cách mạng Đảng đã vì dân tộc hy sinh. Nhân đây cũng xin tưởng nhớ đến anh linh các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, các vị tướng và các chiến sĩ vô danh đã vì quốc quân thân trong ngày 30 tháng 4 đen tối của năm 1975. Chúng tôi đồng bái ạ. Xin mời các chức kiến thức. Kính thưa anh linh thầy cùng các chiến hữu tiên phong, kể từ ngày đất nước chìm trong tay gương cộng sản, thầy và các chiến hữu tiên phong đã sướng xuất đại nghĩa giải phóng dân tộc, canh tân đất nước. Năm 1982, tại vùng rừng núi Đông Dương, thầy và các chiến hữu đã thắp lên ngọn đuốc xua tan bóng đêm của thất vọng, chán trường và bi quan. Các chiến hữu đã chọn con đường gian nan quay về đất mẹ với muôn ngàn nguy hiểm để xây đắp con đường giải phóng Việt Nam và kêu gọi toàn dân đừng bỏ chạy, hãy dừng lại cùng nhau chiến đấu để bảo vệ tổ quốc. Lời kêu gọi đó đã vang vọng khắp Nam Châu. Đồng bào hải ngoại không thể quên được ngày lịch sử trọng đại của 40 năm về trước, ngày 8 tháng 3 năm 1982, ngày công bố cương lĩnh chính trị của mặt trận. Sau đó, vào tháng 4 năm 1983, hàng ngàn người đã tụ về thủ đô Hoa Thịnh Đốn tham dự ngày đại hội chính nghĩa để hải ngoại, quốc nội khẳng định lời thề giải phóng Việt Nam. Các chiến hữu đã vực dậy niềm tự hào của dân tộc, vực dậy tinh thần cuột khởi và xây dựng niềm tin vững chắc cho con đường đấu tranh đầy chính nghĩa. Sự việc sang trang, cả thế giới bàng hoàng, rừng núi hân hoan chào mừng quân kháng chiến. 30 tháng 4 đen làm sao quên được
hàng triệu người phải bỏ nước ra đi tìm tự do, cảnh vượt biên, vượt biển, đau thương và tội nghiệp. Xác thuyền nhân bập bềnh trên biển vì gặp bão và cướp biển Thái Lan hành hạ. Bao cô gái đến được bến bờ tự do, nhưng hồn thanh xuân luôn rỉ xẹo. Trong nước kẻ trước người sau, tìm đường lánh nạn. Ngoài nước chân ước chân giáo, tướng Hoàng Công Minh cùng các tổ chức trong ngoài không thể đứng yên nhìn nỗi nhục quê hương. Ngước trông về tổ quốc mà dạ xót lòng đau, Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam ra đời. Trong hoàn cảnh đau thương của đất nước, quyết quay về để giành lại Giang Sơn. Ai cũng biết tự do như cơm áo, lũ cộng vô thần, gian ngôn và xảo quyệt, chúng cướp cả cơm áo lẫn tự do. Ngoài biển khơi, tiếng kêu cứu vô vọng của người tị nạn. Nơi hải ngoại, đồng bào tham gia yểm trợ kháng chiến, tướng Hoàng Công Minh và đoàn người đóng tiến từng bước vượt rừng sâu, vượt núi, vượt muôn ngàn trắc trở để trở về giải phóng quê hương. Nhưng than ơi, vận nước chưa hành, quê hương còn nghiêng ngả. Một ngày mùa thu, nơi rừng núi Nam Lào, từng tiếng đạn nổ vang, đoàn công đương tiến chỉ còn cách đất mẹ 20 cây số. Đó là ngày 27 tháng 8 năm 1987. Cuộc giao tranh đẫm máu, những trái đạn B-40 nổ tung, cầy bụi cát bay mù trên trận địa. Đoàn quân kháng chiến với hào khí cao ngất chỉ mong diệt giặc để lập công, chỉ tiến tới đâu giặc lùi đến đó, hết đạn chỉ xông lên cướp đạn để bắn kẻ thù. Nhưng nghiệt ngã thay, bánh hồng nan địch quân hồ, quân thù với số đông nhiều lần, họ dùng đạn pháo và trực thăng tấn công đoàn quân tiến. Sau hơn một tháng quân thảo với Việt Cộng và Lào Cộng, kháng chiến quân kiệt sức, nhiều người chết và bị thương, đoàn quân tiến chấp nhận và hy sinh. Ôi, vận trời, vận nước, trói tay đoàn quân tiến, tướng Hoàng Công Minh đã bị thương. Người chủ tướng nói lời cuối với các kháng chiến quân: các chiến hữu hãy tìm cách thoát vòng vây, giữ mạng sống để có ngày giải phóng quê hương. Hãy đi ngay, tôi và các chiến hữu khác ở lại tự thủ giải vòng vây, hãy đi ngay. Nhiều người khóc ngần ngừ không muốn đi, nhưng vì đạn bắn quá rát nên đành phải quỳ lại thầy và lại anh em để giải quyết. Chạy chưa được vài bước, một tiếng nổ long trời xen lẫn sau đó là tiếng đạn nổ khang trong oán hờn và bất nghĩa. Cuộc khẩu xung lực hộ thân, thầy và các chiến hữu tiên phong đã tự sản. Nước mắt dâng trào theo tiếng đạn, các chiến hữu đã về với non sông. Nơi đất mẹ vẫn đang chờ tin chiến thắng. Hôm nay thế giới nhiều biến chuyển ảnh hưởng đến chủ quyền và lãnh thổ, mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi cảnh nô dịch tàu cộng ngoại bang, vẫn tiếp tục đàn áp dân lành, vẫn bán rẻ tài nguyên, trong khi tàu cộng đang từng ngày tiến chiến Biển Đông, giết hại ngư dân, mà Đảng Cộng sản vẫn say mê quyền lực, xem dân như cỏ rác, truy lùng những người yêu nước, bắt những ai chống tàu xâm lược và đòi tự do dân chủ cho Việt Nam. Đó là những tù nhân lương tâm nơi trên đất mẹ, họ đã bị tù đầy chỉ vì lòng yêu dân yêu nước. Các chiến hữu đã oai hùng chọn cái chết để đền nợ núi sông, đáp ơn tổ quốc. Thầy và các chiến hữu đã sống trọn vẹn với lý tưởng của người đảng viên Việt Tân và đã thể hiện khí phách của dòng giống Lạc Hồng, của người lãnh đạo phải luôn đi đầu làm gương cho những thế hệ mai sau, đã đem mạng sống của mình lót đường cho những người đi sau tiếp nối. Chết là thể xác, còn là tinh anh, hồn đông tiến thấm tô trang sử Việt. Dù thầy và các chiến hữu đã nằm xuống khi sự nghiệp đấu tranh còn dang dở, nhưng lý tưởng Việt Tân vẫn cháy sáng và đang được người người lớp lớp tiếp nối trong suốt 40 năm qua và sẽ còn mãi trong dòng chảy của lịch sử dân tộc. Thầy và các chiến hữu đã để lại cho anh em những giá trị tinh thần miên viễn, những nền tảng vững chắc giúp đất người đi sau vững vàng tiến tới.
trong buổi lễ anh hùng Đông Tiến và 40 năm dựng cờ chính nghĩa tưởng nhớ ngày sự việc sang cha, hải ngoại trong ngoài chung vai sát cánh bằng ý chí và nghị lực dân cứu dân, bởi không ai cho mình miếng cơm manh áo, chỉ có ta mới tìm được hạnh phúc cho dân. Lòng thành tưởng niệm, kính dân lễ bạc, dựng lại non sông nguyện mặt lòng tưởng nhớ anh linh hùng anh tuấn quốc, chư vị anh linh Đông Tiến năm xưa về đây chứng giám ban ân phù phò hộ cho Việt Nam thái hòa. Đồng thành kính tế xin lại bố thần. Xin cảm ơn chị Lê Tô Thư, không khí rất là xúc động. Xin ba chị Thư trở về chỗ ngồi. Và để tiếp tục, xin mời tất cả quý vị ở trong căn phòng ngày hôm nay, chúng ta cùng lên thắp nhang để tưởng niệm những người hy sinh cho đất nước, cho dân tộc. Xin ba chị Thư chuẩn bị những nhang. Vui lòng nhận nhang và cắm vào bình, không cần thì lên sân khấu. Một số quý vị sở sức khỏe. Nói dài nè. Xin chào.
Thưa quý vị, phần thắp nhang tưởng niệm đến đây đã chấm dứt. Sau đây, ban tổ chức xin kính mời quý vị theo dõi hình ảnh của công cuộc đấu tranh trong chiến khu năm nào và cũng là thời gian thành lập Đảng Việt Tân trong khu chiến năm 1982, thời chiến đấu chủ tịch Hoàng Cơ Minh. Xin chiến đấu hành vui lòng tắt đèn nhỏ xuống trong khán phòng và chiến đấu Trần Quang bắt đầu chiếu dừng này, chúng ta cùng theo dõi. Hãy niềm tin, vận mệnh đất nước là do chính người dân Việt Nam đồng loạt đang trên đất nước mình. Bất chấp một nơi, nhiều tổ chức đấu tranh tại hải ngoại đã từ vùng về quê này. Với tinh thần quả cảm, chấp nhận hy sinh của hàng bao nhiêu chiến sĩ, trí thức, sinh viên, nhà văn, nhà báo, hàng bao nhiêu con người đã rời bỏ gia đình ấm êm, sẵn sàng dấn thân ngay vào cái chết để tìm sự sống cho đồng bào mình. Trong bối cảnh đó, Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam là một tổ chức quy mô nhất hình thành từ sự kết hợp của nhiều lực lượng đấu tranh trong giai đoạn lịch sử này. Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam đã đưa phong trào kháng chiến lên tầm vóc quốc tế qua buổi lễ công bố cương lĩnh chính trị ngày 8 tháng 3 đầu thập niên 80. Buổi lễ công bố cương lĩnh chính trị của mặt trận vào ngày 8 tháng 3 năm 1982, Tổ Sùng Đăng Dương đã thắp sáng niềm hy vọng cho người Việt khắp nơi trên thế giới về sự liên kết trong ngoài của các tổ chức đấu tranh nhằm giải thể chế độ cộng sản trên quê hương mình. Để thắp lên ngọn đuốc kính trong hoàn cảnh
ngày nay, sau 40 năm, đất nước đang đứng trong bờ vực của hòa bình lâm. Cái ác đã ngục trị trong toàn cõi Việt Nam, khi những án tù đang đặt ở dưới đầu những con dân chủ. Nhưng ngày hôm nay, cả dân tộc đã bình tĩnh, đã nhìn thấy sức mạnh của chính mình. Việt Nam căm phẫn cách mạng đảng, mãi mãi là phương tiện để những người Việt Nam yêu nước tình với nhau, sát tay nhau trong cuộc chiến đấu đầy gian khó để bảo toàn cùng đất nước quê nhà. Vì máu xương của bao nhiêu người đi trước, vì những hy sinh của bao người Việt Nam hôm nay, chúng tôi toàn thể đảng viên đảng Việt Tân xin cúi đầu trước anh linh của các thế hệ Việt Nam oai hùng. Người sẽ không ngừng chiến đấu, tiếp tục đi tới với quyết tâm chấm dứt độc tài để canh tân Việt Nam. Chờ đợi ở tại Nhật Bản và xin nói về cái bài thơ này như thế này. Bài thơ tên là Một Lần Đi. Bối cảnh của bài thơ năm 1981 tháng 8, chiến lược Hoàng Cơ Minh cùng một số chiến lược trở về thành lập khu chiến. Vì trục trặc giấy tờ nhập cảnh, ông cùng đoàn người quay lại Nhật. Ông nói với anh em ở Nhật tìm một việc làm để kiếm thêm tiền trong thời gian chờ đợi. Công việc đó là dọn dẹp trong một ngôi chùa có tên là Goto Chuji. Chùa được xây cất từ năm 1480. Chiến hồ Hoàng Cơ Minh bị kiến đốt, các chiến hữu không cho làm. Ông lo làm việc nấu nướng ở nhà. Dọn dẹp chùa vừa xong, ông và đoàn người lên đường vào khu chiến vào mùa thu năm 1981. Trận đụng độ ở biên giới cách Lào khoảng 20 cây số, chiến hộ Cơ Minh bị thương và một chiến hộ, số chiến hộ đã hy sinh. Ông tự sát lúc 8 giờ sáng ngày 28 tháng 8 năm 1987. Nghe chiến hộ Nhật ở Nhật kể lại câu chuyện này, cho nên một chiến hộ của chúng tôi đã làm một bài thơ nhớ lại thời kỳ chiến hộ Hoàng Cơ Minh và một số anh em ở lại Nhật Bản để quét sân chùa trong lúc chờ đợi. Tôi xin trình bày bài thơ Một Lần Đi. Dừng chân quét lá sân chùa, gió thu hiệu hợp đợi mùa chính nhân, lá vàng rơi rụng đầy sân, người đi vĩnh biệt một lần sự ghi. Đường đấu tranh xưa nay gian khổ, quê hương ơi đau khổ triền miên, lá vàng rối rụng ngủ yên, người đi đại quốc chùa nguyên mẹ buồn. Sân chùa gió lạnh mưa tuôn, chuông không ngân tiếng u buồn, nhớ ai. Chiều thu nắng hoa đổ dày,
dấu chân Đông Tiến không phải lời thề. Trăng soi theo bước người về, đường mòn quê cũ nắng quê dịu hiền. Ước mơ mộng đẹp còn nguyên, lời thề năm cũ nằm yên đáy mồ. Thu đã đến nhớ mùa thu cũ, linh hồn anh nay đã về đâu? Hết rồi mong gặp chi nhau, mùa thu lá rụng buộc đau cõi lòng. Xin em. Xin cảm ơn chị Tấn Lưu Tố và vừa rồi biên tập viên anh Hồ Đại Đông Tiến với các đạo viên tự tâm khắp nơi trục xuất xây dựng và được khánh thành vào ngày 5 tháng 8 năm 2018. Trong phần phát biểu, ông Lý Hồng, tổng bí thư đạo tự tâm nói rằng từ nay biên tập viên anh Hồ Đại Đông Tiến tại chùa Tô Sức Tư Di sẽ là một dấu tích lịch sử đặc biệt trên đất phủ ta, để cho thế hệ Việt Nam đến đây tìm hiểu về phong trào kháng chiến của thập niên 80, tưởng nhớ và tri ân những tấm gương anh dũng trong dòng lịch sử cận đại của dân tộc. Trong tinh thần đó, toàn thể anh em Việt Tân nguyện quyết tâm đấu tranh để biến đất môi chung thành sự thật, để đền đáp sự hy sinh của các chiến đấu đã nằm xuống, và nguyện luôn đồng hành với dân tộc trong sứ mệnh phục vụ và hiện thân Việt Nam. Rồi chị Đức, quý vị và qua một số cái hình ảnh của Dương Hạnh đó là cái chùa Thái Bình Nhật, nơi mà chị Đức chủ tịch Hoàng Thái Bình nơi đó lần cuối cùng trước khi trên đường vào sân nhập đi vào chiến khu. Thì trong những thế hệ tiếp nối tại Houston đây, vì nhiều cơ sở khác có rất nhiều anh em chiến hữu đảng viên Tiền Tân đã từng về quốc đội để công tác. Trong khán phòng này, cái người đang đảm trách cái phần chiếu chương này đã từng về Hà Nội công tác ngay trước tượng đài Lý Thái Tổ, mà quý vị vừa rồi có coi một số hình ảnh trong nước, anh em ở bên Úc, anh em ở bên Hoa Kỳ, đặc biệt Hữu Sơn có chiến hữu Trần Văn Quang là người đã từng tham gia công tác trong quân đội và đã rất bằng ngàn trở lại Hoa Kỳ. Một tràng pháo tay quý vị. Và để tiếp tục chương trình, sau đây chúng tôi mời chiến hữu Mỹ Lệ lên trình bày một nhạc phẩm của kháng chiến quân Trần Thiện Hải, nhạc phẩm mang tên Trang Chiến Khu. Xin quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này. Thank you.
Người ta vẫn đau đáu cho một cái tự do
một cái sự hy sinh, người ta không quản gì đến những cái riêng tư của họ để mong, chỉ mong làm sao có được tự do dân chủ cho quê hương. Và cái bài này thì nó cũng là khá là mới, cho nên xin quý vị vui lòng nghe. Nếu có cái gì không không đúng, không xin lỗi, nếu có cái gì mà không được hay cho lắm thì cũng bỏ qua cho. Cảm ơn. Yeah.
gãy hay hoài trên xương tôi, chấm máu tôi mà biết về lương tâm con người. Chúng ta rất là cái cánh bên lòng với cái câu này. Thưa quý vị, và để tiếp tục chương trình, sau đây chúng tôi xin mời một vị đại diện cho cơ sở tại Houston để trình bày về đoạn đường đông tiến đầy gian nan và sự hy sinh của các chiến hữu tiên phong. Chúng tôi xin kính mời chiến hữu Đặng Quốc Việt, xin kính mời ông lên trường máy điều. Tham gia ngày một vị danh tướng có gia đạo
cải và đàng hoàng hy sinh với tổ quốc. Tôi không biết lấy cái tài gì để mà nói hơn. Điều có một chân tình, tôi và ông gặp nhau rất nhiều lần. Hai người là chỉ định gặp rất hay. Bây giờ, còn mấy câu thơ, chính phải làm hồi tưởng đến ông. Thân Ấn Độ cúi đầu lên đất mẹ, dại sơn hà xin nhận dứt đồng quốc. Phải nó lấy vàng dòng khỏi hướng tràng, chi cuối cùng đổi ơn người thiết cổ. Tôi xin nhận lời. Kính thưa quý vị, chúng ta đang làm lễ tưởng niệm Phó Đại đốc Phạm Cơ Minh và Hắc Thái Thiên Quân. Những cái di sản mà Chiến sĩ Phạm Cơ Minh và tất cả những anh em Kháng Chiến Quân đã hy sinh để lại gì cho chúng ta ngày hôm nay? Thưa quý vị, tên của tổ chức là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng. Như vậy, Canh Tân là mục tiêu, là lý tưởng của người đảng viên Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng. Ước vọng Canh Tân Việt Nam của chúng ta đã hơn 200 năm, từ cuối thế kỷ thứ 18 qua đầu thế kỷ thứ 19, với hai lãnh đạo cách mạng cụ Phan Bội Châu và Phan Bội Trinh, với chủ trương làm thế nào để canh tân từ đó để giải phóng ra khỏi ách thực dân. Cụ Phan Bội Châu với phong trào Đông Dương mà quý vị lúc nãy cũng đã thấy một số hình ảnh của những cái di tích của Đông Dương thành phố, và cụ Phan Bội Trinh với cái chủ trương nâng cao dân trí và khai mở dân trí, chấn hương dân trí và hậu khai thác dân trí. Cái ước vọng này nó đã không thể nào thực hiện sau khi dân tộc Việt Nam đã đánh đổ thực dân Pháp ra khỏi đất nước, và chúng ta đang phải ở dưới một cái chế độ độc tài của sản mà ngày hôm nay quý vị đã thấy nó băng hoại toàn diện từ mọi khía cạnh: con người, xã hội, kinh tế, giáo dục, y tế, tất cả. Mà quý vị theo dõi ngày hôm nay, quý vị thấy rất rõ. Và cái di sản để lại của tướng Phạm Cơ Minh là gì? Chính là học thuyết về canh tân Việt Nam. Học thuyết đó nó bao gồm canh tân con người, và từ đó để canh tân xã hội, canh tân cơ chế, canh tân ngoại giao, canh tân quốc phòng, canh tân y tế, vân vân. Tại sao con người lại là cái chủ điểm của cái chủ nghĩa canh tân của đảng Việt Tân? Tại vì con người nó chính là chủ thể của tất cả những cái công việc mà chúng ta vừa liệt kê phía sau, từ thể chế chính trị cho vấn đề giáo dục và kinh tế. Và do đó, đây là một cái công việc mà chúng ta, những người Việt Nam ngày hôm nay đang có những cái nỗ lực làm thế nào để canh tân. Chúng ta có phải chờ đợi khi nào cộng sản hết chúng ta mới canh tân không? Thưa quý vị, không. Để loại trừ chế độ cộng sản, chúng ta cần phải tiến hành những cái nỗ lực canh tân của con người. Vì cái xã hội Việt Nam ngày hôm nay, con người Việt Nam chúng ta đã thấy ở tại trong nước rất là ích kỷ, tham lam và không quan tâm nhiều tới cái tha nhân bên cạnh, mà chỉ biết cái quyền lợi của mình. Mà muốn thay đổi điều thì con người Việt Nam cần phải được thay đổi. Và đó là cái yếu tố chính mà tại sao tôi nói đây là di sản cần thiết. Cái di sản này nó có cả một cái kế hoạch, một cái chương trình để hành động từ canh tân con người cho đến canh tân các cơ chế. Và ngày hôm nay trong cái buổi tưởng niệm này, tôi muốn gửi đến tất cả quý vị rất nhiều bài học đẹp, rất nhiều hành động tốt của người Việt Nam tại hải ngoại, hay
những cái bài viết, những hình ảnh, những cái ảnh tốt đẹp đấy vào trong nước để mà người Việt Nam trong nước có cái cơ hội đọc, viết, hiểu, nhìn thấy, và từ đó sẽ có những cái nhận thức thay đổi về cái quê hương của mình. Thì đó là một cái phương cách mà chúng tôi nghĩ rằng ngay trong giai đoạn này chúng ta cũng có thể giúp anh ta. Mặt khác, trong cái lĩnh vực giáo dục chúng ta cũng có thể giúp để canh tranh đồng bào chúng ta trong nước, các trẻ trong nước, chúng ta có thể hỗ trợ cho các chương trình giúp cho các trẻ em học sinh nghèo cứu học mà không có phương tiện để có thể mở mang tâm trí. Thì đó là những hành động còn chưa thôi trong tầm tay, trong khả năng của tất cả mọi người. Một cái di sản khác, một cái đó cũng có nhiều người hỏi tôi là khi đi đấu tranh là làm thế nào để nắm chính quyền, chứ đi đấu tranh họ nói là chúng tôi đi đấu tranh không phải để nắm chính quyền bằng mọi giá. Và cái quan điểm mà Trí Hoàng Thông Minh đưa lại là ở trong chính quyền hay ngoài chính quyền chúng ta cũng có thể đóng góp và xây dựng cái đất nước. Từ đó cho thấy rằng cái lý tưởng để đấu tranh của Việt Nam bên các là chính là lý tưởng cho tổ quốc và dân tộc, chứ không phải cho quyền lợi, cho cái quyền cai trị dân tộc Việt Nam sau khi chế độ cộng sản bị thay thế. Thì cái quyền quyết định nó từ người dân Việt Nam qua một cái thể chế tự do dân tộc, và do đó một cái tổ chức mà nếu mà chúng ta chủ trương đi tranh đấu để nắm quyền bằng mọi giá với cộng sản Việt Nam ngày hôm nay bất chấp và thù hận, thì hậu quả chúng ta đã thấy là chân đất tan hoang, dân tộc bị xuống. Thì kính thưa quý vị, hôm nay nhân cái dịp lễ tưởng niệm tôi chia sẻ một số những cái quan điểm, những cái chủ trương mà Việt Nam tranh đấu chúng ta đã và đang tiến hành trong ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn tất cả. Xin cảm ơn Chí Thú Đảng Quốc Việt. Và để tiếp tục chương trình, chúng tôi sau đây là lời phát biểu của một vị đại diện mà chúng ta cũng không còn nhiều thời gian, đó là chị Mai Hoa, đại diện cho cộng đồng sẽ lên phát biểu cảm tưởng. Kế sau đó là anh Tư Thường Quyền với nhạc phẩm Đáp Lời Sông Núi mà chúng ta trong chương trình văn nghệ. Chúng ta có một số tiết mục thì chị cũng xin mời quý vị trong ban ẩm thực lo để mà giúp cho phần ẩm thực cho các quý bác, quý vị tham dự cái buổi lễ ngày hôm nay trong khi chúng ta vừa ăn vừa thưởng thức văn nghệ. Và sau đây chúng tôi xin cũng mời chị Mai Hoa lên chung máy viên đại diện cho cộng đồng. Xin một tràng pháo tay cho chị. Cũng đúng là ngày giỗ của ngày, ngày 28 tháng 8. Chúng tôi rất lấy làm vinh dự để đón tiếp quý vị tại trụ sở cộng đồng. Và chúng tôi mong rằng những ngày sau, nếu quý vị có cần đến chỗ này để hội họp thì chúng tôi luôn luôn cũng sẵn sàng và welcome. Và kính thưa quý vị, lễ tưởng niệm anh hùng Đông Tiến, tướng Hoàng Cơ Minh là một vị anh hùng dân tộc thời cận đại. Ông đã bỏ lại sau lưng tất cả những an nhàn, cuộc sống nơi xứ người để lao mình vào đất nước Việt Nam để giải cứu đồng bào trong nước với sự cai trị của Tập đoàn Cộng sản Việt Nam. Nhưng ông đã không hoàn thành sứ mạng và đã hy sinh. Nay lễ tưởng niệm, Mama xin được nguyện cầu cho tất cả các chiến hữu và tướng Hoàng Cơ Minh được vinh quang trước thiên đàng. Việt Nam canh tân cách mạng đảng, tự do dân chủ cho Việt Nam. Bé Hoa xin hết lời. Xin cảm ơn chị. Và sau đây là chương trình văn nghệ phụ diễn. Ban thân có thể chuẩn bị cho quý vị có thể lên vừa dùng. Ban anh những tình nguyện sẽ đến với quý vị nhạc phẩm Đáp Lời Sông Núi, kế đó là Vũ Đoàn Hương Nam đến quý vị nhạc phẩm Đêm Mê Linh. Xin
mời cái chương trình đi đến chương trình.
kính thưa quý vị, trong khi Vũ đoàn Đông Nam đang chuẩn bị với người kỹ thuật thay nhé, chúng tôi nhận được một số mạnh thường quân đã ủng hộ chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Đó là ông Vũ Mạnh Hùng 50 đồng, ông Nguyễn Văn Xuân 100 đồng, ông Lê Văn Xanh 100 đồng, bà Lê Lê Trương 100 đồng, Vũ đoàn Đông Nam 100 đồng, Ban Thanh Thư Thị Quyền 100 đồng. Xin cảm ơn tất cả những mạnh thường quân đã góp cho chương trình buổi tổ chức chúng tôi ngày hôm nay. Xin một lần nữa cảm ơn. Lợi cho dân tộc thì làm lại càng phải có thể so với kiếp đối.
để nói lên tinh thần nối gót cha ông trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc. Chúng tôi xin mời một em trẻ cũng là chiến hữu của chúng tôi, chiến hữu Lưu Giang, mời chiến hữu Lưu Giang lên phát biểu phản biện. Họ là
xin lỗi, thưa các bạn, những câu hỏi này là đã chính là những việc đang xảy ra từng ngày trên quê hương mình. Đôi Giang chỉ xin nói là những gì mà đồng bào mình đang bị chế độ đàn áp từ tinh thần đến vật chất. Người dân Việt Nam và nhất là tuổi trẻ Việt Nam của chúng ta, họ đang sống bằng thái độ im lặng và chôn vùi chính họ trong các hạnh phúc không có thật dưới chế độ cộng sản phi nhân tính. Lưu Giang hy vọng là các bạn trẻ sẽ cùng với Lưu Giang lên tiếng cho người dân ở Việt Nam chống lại sự bất công và làm những gì mình có thể làm được. Thưa quý cụ, quý bác và quý anh chị, cùng các bạn, để chấm dứt phần phát biểu, cho xin quý cụ, quý bác giúp đỡ cho những người trẻ như chúng cháu một hành trang tha nhân để hiện trợ tinh thần lẫn tài bản cho những người đấu tranh trong quốc nội, để họ có phương tiện tiếp tục đấu tranh, kể cả những người từ hải ngoại về như ông Châu Văn Hẳn đi về Việt Nam trong sự quan tâm đến nhân quyền và đã bị chế độ bắt giam với 13 năm trong lao tù bằng những tội vu khống, và cho những người tư cùng nhân lương tâm cho cả những người ở vùng sâu vùng xa có được chút phương tiện tiếp tục đấu tranh giành lại mọi quyền sống căn bản của con người. Thưa các bạn trẻ, đất nước Việt Nam chúng ta sẽ được hùng mạnh nếu tuổi trẻ chúng ta hiểu rằng chỉ có dân mình cứu dân mình thì đất nước Việt Nam mới có ngày thanh tân và chúng ta mới có thể hãnh diện mình là người Việt Nam. Cho xin cảm tạ quý cụ, quý bác, cùng quý anh chị và các bạn năm nghe tâm tự của chúng ta. Xin cảm ơn chị Lưu Giang, rất là xúc động và những cái phát biểu của chị Lưu. Cơ sở đảng bộ chúng tôi rất là hân hạnh được có những người trẻ như em, mặc dù rất bận rộn, em hiện là một bác sĩ của một bệnh viện ở đây, rất bận rộn những công việc bệnh nhân đi nhận người bệnh ghê lắm, nhưng mà vì cái trách nhiệm đã dám lên và em đã tham gia gia nhập đảng Việt Tân cũng đã từ lâu lắm rồi và ít khi xuất hiện. Ngày hôm nay em đã mọi việc tương đối đã chọn chiều quan trọng tương đối và em đã dẫn thân rất là nhiều. Một lần nữa cơ sở đảng bộ địa phương rất vui vì em chúng tôi được gặp được em. Và để tiếp tục chương trình sau đây, các chị trong ban anh thư thiện nguyện sẽ đến với quý vị trong nhạc phẩm Việt Nam quê hương ngạo nghễ. Xin mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không có hiểu biết được nhiều, nhưng mà lúc đó là khi mà dùng những cái hình ảnh này, tự nhiên Lily sực nhớ lại của các vị này á, đã tới trường đại học Houston lúc mà thập niên 80. Như vậy là các vị này, cái ngày đó là ngày gây quỹ để ngài bắt đầu giới thiệu kháng chiến quân, mà mình còn trẻ quá chưa biết, nhưng mà thôi thì vẫn giúp đỡ, vẫn ủng hộ để mượn cái Tallinn Auditorium. Tại vì nếu mà sinh viên đại học Houston thì mượn cái hội trường đó thì cái giá tiền nó rất là tượng trưng, chứ còn bên ngoài vô mượn thì rất là mắc. Nhưng mà mình không ngờ cái thời gian cũng xua đuổi là Lily có cái cơ hội gặp được Đại đốc Hoàng Tư Minh. Tại Lily nhớ hồi đó mình có cùng tham dự và cũng thấy được là mình cũng rất là hân hạnh, cũng được biết các vị anh hùng đăng tiến trước khi khởi hành đi về Việt Nam, mà cái đó chắc cũng một cái máu, cho nên Lily cũng đi chống cộng tối đa, mà lại cũng có cơ duyên đi với chống cộng với nhóm Việt Tân. Và bây giờ mình cảm thấy đúng là một cái cơ duyên. Xong rồi một cái câu chuyện nữa, tại vì cách đây vài ngày Lily đi vận động bầu cử thì bị mưa mà ướt từ trên xuống dưới. Lily mới cầu nguyện hai nhóm, một là anh hùng Đông Tiến, tại vì Lily nó chết rồi, ngày Chủ nhật này là phải đi tới đây để tham dự lễ tưởng niệm, mà nếu mà mình mà bị mắc mưa mà bệnh một cái là tiêu. Cái người thứ hai là tại hôm ngày hôm nay là lễ dỗ 100 ngày của bà chồng Lily, thành nên cho nên nó cứ cầu nguyện chết rồi bây giờ mình phải khỏe để có mặt hai nơi. Thì ngày hôm nay sau khi lễ dỗ từ nhà thờ Lõ Văn chạy về đây thì lúc nào trên đường cũng cầu nguyện trời cả anh hùng Đông Tiến nha, giúp đỡ Lily là mọi sự ok tốt đẹp, đừng có chuyện gì xảy ra, bố cũng giúp con mọi sự tốt đẹp. Trong lúc mà đang chạy thì cái giống như cái windshield của mình đó, thì nó có hai cái nẹp, tự dưng cái chỗ bên driver side của Lily thì mình thấy nó xúc cái nẹp ra của mình ấy. Chết rồi, bây giờ phải quay tự nhiên xuống giữ cái nẹp, xong rồi kiếm cái exit để vô để coi nó làm sao. Mới vừa giơ cái tay lên thì cái nẹp nó bung ra, trời lúc đó thì có hồn vía cũng lên mây lên chụp tại, và lúc đó là đường phong 75 mái khỏa ở trên xa lộ số 8. Nhưng mà khi chụp cái đó Lily rất là sợ, thì cũng cầu nguyện nó thôi các vị anh hùng Tâm Tiến và bố chồng của Lily cầu nguyện cho con được bình an để mà đi tới nơi được cái gì xảy ra. Tại vì nếu mà cái đó mà Lily không chụp kịp á, mà nó bung ra đằng sau á, thì có thể gây tai nạn trên xa lộ, mà mình cũng không muốn chuyện đó. Mình muốn tới đây an toàn, mà mọi người trên xa lộ cũng an toàn, thì Lily tới đây được an toàn. Thì nó cũng cảm ơn các anh hùng Đồng Tiến và bố chồng Lily đã phù hộ cho Lily tới ngày hôm nay. Thì giống như quý vị cũng thấy hồi nãy tới giờ là đất nước Việt Nam lúc nào cũng muốn có được cái tự do, dân chủ, nhân quyền, mà mình lúc nào cũng phải cầu nguyện. Và Lily cũng rất là vui là có giới trẻ như bác sĩ Lương Giang đã cũng như tiếp tục tiếp nối để mà mình có thể. Và bây giờ Lily cũng thấy là bên Việt Tân là bắt đầu giống như việc Nam canh tân cách mạng đảng, thì giống như là Cơ Đốc Hoàng Tư Minh đã muốn thực hiện được cái ý niệm đó. Thì ngày hôm nay mình thấy rõ ràng là những cái đó đã thực hiện và tự lựa được mạnh mẽ hơn. Thì Lily cũng rất là vui, là nghĩ là nơi chính suối các quý vị anh hùng Đông Tiến cũng rất là vui để thấy là vẫn có người tiếp nối và vẫn có thể nói lên những tiếng nói để tìm được cái tự do dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Và nói về tình trạng ở đây thì nước Mỹ cũng là nước thứ hai, cũng là quê hương của mình, thì hiện tại quý vị có đồng ý là tình trạng nước Mỹ hôm nay cũng rất là nguy hiểm, tại vì cái cơ hội là dân chủ họ muốn lấy cái nước Mỹ này giống như trở thành xã hội chủ nghĩa, mà mình đã đi khỏi Việt Nam, mình đã tìm cái tự do dân chủ nhân quyền, thì đương nhiên mình cũng muốn nước Mỹ này càng ngày càng cường mạnh để có thể giúp đỡ được cho Việt Nam của mình càng ngày càng tốt hơn. Thành ra Lily cũng nhân dịp này xin mời tất cả quý vị nhớ đi bầu năm nay, ở nơi nào trên đất Mỹ cũng nhớ đi bầu, và nhớ đi bầu cho Đảng Cộng Hòa. Tại Đảng Cộng Hòa mà thắng được thì nước Mỹ mới khá hơn, mà nước Mỹ khá hơn thì tình trạng của Việt Nam trong nước sẽ có một cái bầu trời
soi sáng hơn nữa. Đi xin kính chào. Xin cảm ơn chị Lily Trương đã tâm sự này ơi. Và đúng như vậy, quả thật đầu vào khoảng thập kỷ năm 80, chị Đức Chủ tịch Hoàng Cơ Minh có về đây và sinh hoạt với đồng bào như các anh em cơ sở ở đây, đó là đại hội đồng tâm ngày đó tại trường đại học, và chị đã nói đúng rồi. Và đến ngày hôm nay chị vẫn còn ở đây kiên trì cùng nghe, cùng đến để tâm sự vơi đầy với những cái nỗi mà đau đớn bên lòng vì quê hương dân tộc của chúng ta còn đang đắm chìm trong sự khổ đau của chế độ cộng sản vô thần. Và để tiếp tục chương trình, chị Cao Thị Nga và Mỹ Lệ sẽ đến đây với nhạc phẩm Cô Gái Việt. Hai chị đã chuẩn bị chưa ạ? Wow.
Xin chân thành cảm ơn tất cả những mạnh thường quân đã đến đây, đặc biệt những vị ở xa đến. Chúng tôi nhận thấy từ giờ đầu đến cuối là có anh Đạt, Ken Jackson và chị Kim từ Đà Lạt đến từ giờ dọc tàu cho tới ngày hôm nay vẫn ngồi và thưởng thức với chúng ta. Và cũng xin được nhắc nho nhỏ với tất cả các cơ sở, chị Kim là cái người vừa rồi hát cho đồng bào tôi đã ủng hộ cho chương trình chúng ta 500 đồng trong cái chương trình hát cho đồng bào tôi ở đó. Xin thay mặt đảng bộ cảm ơn chị và cảm ơn anh Đạt. Và cảm ơn tất cả những anh em trong kỹ thuật.